Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá Kính thưa quý vị, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng là được bật đèn xanh để bước vào đợt tập trung đặc biệt trong tháng riêng năm 2021 Liên đoàn bóng đá Malaysia hiện đang đàm phán với chính phủ để xin phép tổ chức đợt tập huấn đặc biệt Mới đây, huấn luyện viên Tan Chen Ho đã than thở về việc Malaysia bất lợi so với đội tuyển Việt Nam và các đối thủ khác ở bảng G khi mà không được đá trận nào trong suốt hơn một năm nay và cũng không được tập trung Đại dịch Covid-19 ở Malaysia rất phức tạp nên kế hoạch tập trung đội tuyển đều bị chính phủ bác bỏ. Chúng tôi đang xin phép việc tổ chức đợt tập trung đặc biệt vào trước tháng 3 năm 2021. Đó là những phát biểu của Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Stuart Ramalingam. Đây là cơ hội để cho huấn luyện viên Tan Chen Ho và các cầu thủ làm việc chung với nhau sau hơn một năm gián đoạn. Tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho giải vô địch quốc gia Malaysia bị hoãn, trong khi cúp quốc gia thì bị hủy bỏ. Chính vì thế, huấn luyện viên Tan Chien Ho càng thêm lo lắng vì các cầu thủ trải qua thời gian dài không thi đấu. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Stuart Ramalingam đã tự tin về kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ được chính quyền thông qua. Ông Ramalingam cũng cho biết rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia đang làm việc với Liga Malaysia và Hiệp hội các giải bóng đá Malaysia để có đợt tập trung khác trong tháng 3 năm 2021 trước thời điểm vòng loại World Cup 2022 trở lại. Malaysia có trận làm khách ở trên sân UAE và tiếp Việt Nam ở Bukit Jalil trong cùng tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên trong cuộc họp AFC liên quan đến vòng loại World Cup cách đây không lâu, những lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 được ấn định tổ chức vào tháng 3 và tháng 6. Trong đó thì đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Sau đó thì trước tình hình của dịch Covid-19, AFC cũng đã phòng hờ về phương án B trong bối cảnh mà các trận đấu ở trong tháng 3 có thể không diễn ra được vì dịch bệnh. Phương án B ở đây đã được Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, chia sẻ với báo chí Việt Nam. Ông nói rằng AFC và AFF cũng đã có những cuộc họp hết sức quan trọng liên quan đến kế hoạch tổ chức các giải đấu ở trong năm 2021. Một điểm đặc biệt là trước thời điểm ngày 15 tháng 6, các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ phải được hoàn thành. Bởi vì sau đó AFC còn phải tổ chức vòng loại thứ ba dành cho 12 đội mạnh nhất nữa. Vì thế nếu như trong tháng 3 không thể tổ chức được các trận đấu AFC có thể tính đến phương án tổ chức đá tập trung giống như là trường hợp của UEFA Champions League 2020 vậy. Ngoài ra với AFF Cup thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng lên phương án dự phòng rằng nếu như tháng 3 và tháng 4 vẫn còn tình trạng dịch COVID-19 hiện diện ở Đông Nam Á ảnh hưởng đến thể thức thi đấu của các giải như hiện tại thì sẽ có sự điều chỉnh. Điều chỉnh thế nào thì sẽ tùy vào tình hình của dịch bệnh khi ấy như vậy là không loại trừ khả năng đội tuyển việt nam sẽ phải thi đấu tập trung ở một địa điểm cùng với các đội tuyển khác ở trong bảng g theo lịch thi đấu trước đó việt nam sẽ phải đá hai trận ở sân khách gặp malaysia và uae ngoài ra việt nam sẽ còn một trận tiếp đón indonesia ở trên sân nhà nếu như phải thực hiện phương án này điều mà cả liên đoàn bóng đá việt nam và thầy trò huấn luyện viên park hang seo cũng như là người hâm mộ mong đợi đó là cả ba trận đấu đó sẽ được tổ chức ở tại việt nam như vậy thì lợi thế sẽ là rất lớn Đặc biệt là khi công tác phòng dịch COVID-19 của Việt Nam tốt hơn rất nhiều các quốc gia khác. Trong khi đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại với gần như đầy đủ những cái tên chất lượng và phong độ cao nhất thì các đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại bảng G vòng loại World Cup đang gặp rất nhiều khó khăn. Huấn luyện viên danh tiếng Luis Pinto của đội tuyển UAE đã bất ngờ bị sa thải sau một thời gian ngắn làm việc. Sự việc xuất phát từ việc UAE để thua Bahrain với tỷ số 1-3 thua tiếp Uzbekistan với tỷ số 1-2 và chỉ thắng Tajikistan với tỷ số 3-2 và có rất nhiều bình luận quanh đội bóng nhà giàu, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng ông Luis Pinto không được các cầu thủ tôn trọng và có lúc còn bị chống đối. Còn với đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Tan Chen Ho phải ngao ngán vì một năm nay không thể tập trung đội tuyển quốc gia, cầu thủ thì lại yếu đi rất nhiều vì thi đấu ít. Đã thế họ lại phải sống trong trạng thái mệt mỏi với lương bổng bị cắt giảm rất nhiều do các giải ở trong nước sớm kết thúc bởi vì dịch bệnh. Từ kế hoạch xoán ngôi đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 của huấn luyện viên Tan Chen Ho, thì đến nay đội tuyển Malaysia chỉ giữ chỉ tiêu kiếm xuất dự Asian Cup 2023 mà thôi. Ông Tan Chen Ho cũng không còn mơ mộng đến danh hiệu vô địch AFF Cup 2021 khi mà xuất phát điểm của đội tuyển Malaysia y ạch hơn Việt Nam và Thái Lan. Thái Lan là đội tuyển đang có phong độ khá ổn định và cũng vừa mới có đợt tập trung đội tuyển gần đây. Thế nhưng Việt Nam đã hoàn tất hai trận đấu với đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino tại vòng loại World Cup 2022. Indonesia thì gần như là đã hết mục tiêu tại đấu trường này. Với huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng V-League vẫn được xem là nền tảng tốt cho chiến dịch tập trung và chuẩn bị của ông Park. Giải đấu hàng đầu Việt Nam vẫn diễn ra đều đặn và các tuyển thủ đã có những màn thể hiện ấn tượng. Xét cho cùng, dịch bệnh Covid-19 khiến cho nhiều đội bóng xáo trộn, nhưng những đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam như Malaysia, UAE giờ thì đang dối bời và đó là cơ hội của thầy trò ông Park. Thêm một thông tin cực vui nữa đối với đội tuyển Việt Nam là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa mới trở lại với một trận đấu duy nhất, đó là cuộc đọ sức ở bảng E giữa đội tuyển Qatar và đội tuyển Bangladesh. Kết quả là Qatar đã đánh bại đối thủ với tỷ số chóng vánh 5-0. Chiến thắng đậm đà này đã giúp cho Qatar xây chắc ngôi đầu bảng E với 16 điểm sau 6 trận đấu. Nếu như Qatar nằm trong nhóm 8 đội dẫn đầu các bảng đấu hoặc là trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì đội xếp nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 chắc chắn là sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3. Thực tế vì Qatar là nước chủ nhà World Cup 2022 nên thành tích của họ chỉ có ý nghĩa đối với vòng loại Asian Cup 2023 mà thôi. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ nhất bảng G với 11 điểm sau 5 trận đã đấu. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm, hơn UAE 5 điểm nhưng họ vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu như giành nhất bảng G, đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào vòng loại thứ ba. Trường hợp xấu nhất khi mà đội tuyển Việt Nam mất ngôi đầu, cơ hội đi tiếp vẫn rất rộng mở nếu như nhìn vào thành tích của các đội nhì bảng. Trong bảng xếp hạng các đội bóng nhì bảng thì mới chỉ có Oman là vượt qua mốc 11 điểm. 7 đội còn lại đều chưa cán được mốc này. Ngay cả đội xếp nhì bảng F là Kyrgyzstan mới chỉ có 7 điểm sau 5 trận đã đấu. Các đội đá 4 trận và đang xếp nhì bảng đó là Hàn Quốc ở tại bảng H với 8 điểm, Ả Rập Xê Út tại bảng D với 8 điểm hay là Trung Quốc ở tại bảng A với 7 điểm. Ở tại bảng H, Turkmenistan xếp đầu nhưng họ chỉ có 9 điểm, tương tự là Uzbekistan ở bảng D với 9 điểm. Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu nữa với các đối thủ là Malaysia vào ngày 30 tháng 3, Indonesia vào ngày 7 tháng 6 và UAE vào ngày 15 tháng 6 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong đó trận gặp Indonesia được thi đấu ở trên sân nhà, trận gặp Malaysia và UAE thì thi đấu ở trên sân khách và khả năng lớn là sẽ thi đấu ở trên sân trung lập. Khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ giành một lợi thế nữa đó là không phải thi đấu ở dưới chảo lửa Bukit Jalil của Malaysia. Nếu như xét trên cục diện hiện tại, Cánh cửa để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng như là giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam là rất rộng mở. Đây cũng là mục tiêu mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh là quan trọng nhất đối với bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Đội tuyển Việt Nam liệu có tận dụng được sự bất ổn của đối thủ và lợi thế của mình để lấy về chiếc vé bước vào vòng đấu thứ ba World Cup 2022 hay không? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước. Trở lại với đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020. Với 22 ngày tập trung, có thể nói là đội tuyển Việt Nam đang có một trong những đợt tập trung dài nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm gì trong quãng thời gian gần một tháng trời và 36 cầu thủ được tập trung? Khi đón nhận câu hỏi này thì người ta có cảm tưởng là đội tuyển Việt Nam đang quay lại mô hình tập trung dài hạn dưới triều đại của những huấn luyện viên trước đây hay nói vui đó là mô hình của một trại lính và nó khiến cho các cầu thủ có cảm giác bị ngán bóng. Nói như vậy để thấy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đang đối diện với những thách thức rất lớn cho đợt hội quân lần này. Sự thách thức có thể đến từ việc là làm sao có thể bố trí 36 con người, tức là hơn 3 đội hình cùng tập một lúc mà vẫn kiểm soát được mọi thứ. Sự thách thức có thể đến từ việc lên giao án, các phương án tập luyện giúp cho các cầu thủ thích thú sau mỗi buổi tập và sự thách thức đến cả từ những buổi ăn với thực đơn đa dạng và phong phú nhằm giúp cho cầu thủ không bị rơi vào tình trạng bị ngấy. Rõ ràng đợt tập trung lần này không bình thường như những lần hội quân trước đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự đã và sẽ phải có một sự chuẩn bị kỹ càng và khoa học nhất. Điều này không chỉ phục vụ cho việc tìm kiếm ra những tài năng, những quân bài mới mà nó còn giúp cho đội tuyển có sự ổn định về mặt tinh thần và thể trạng một cách tốt nhất trước khi bước vào các trận đấu. 22 ngày đó là con số rất dài nhưng có thể lại là rất ngắn trong bối cảnh mà bóng đá đang bị ngưng trệ bởi đại dịch Covid-19 thì thời gian thực sự đã trở thành vàng bạc đối với ông Park. Đương nhiên là người ta cũng chờ đợi đợt tập trung này sẽ mang đến cho đội tuyển một luồng gió mới. Cũng ở trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu coi như là bài kiểm tra kết quả đợt hội quân này, qua đó ban huấn luyện đội tuyển có cái nhìn chính xác hơn về phong độ các tuyển thủ và có sự lựa chọn hợp lý cho đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết là vẫn đang cân nhắc địa điểm phù hợp để tổ chức các trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển vào ngày 27 tháng 12. Cả hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 quốc gia đều mở cửa cho truyền thông và người hâm mộ, tổ chức bán vé công khai. Sau khi trừ đi chi phí tổ chức thì toàn bộ số tiền thu được từ hai trận đấu này sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam dùng để ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến ban đầu, lượt đi sẽ tổ chức ở sân Cẩm Phả vào ngày 23 tháng 12. Lượt về sẽ diễn ra ở sân Thống Nhất vào ngày 27 tháng 12. Tuy nhiên, ngày mùng 3 tháng 12 vừa qua, Tổng cục Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu thành phố tạm dừng tổ chức các hoạt động thể thao trong tháng 12 để góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, kế hoạch tổ chức trận giao hữu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cân nhắc tổ chức ở một địa điểm khác quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo